Hôm nay tại Thanh Hóa, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị giao ban các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, trong hơn một năm thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, nhiều địa phương đã thể hiện sự nỗ lực chủ động đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, quan trọng và ngày xuất hiện một nhiều mô hình hay, cách làm tốt có thể nhân rộng. Đồng chí Đinh Thế Huynh cũng chỉ rõ, những kết quả thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị mới chỉ là bước đầu, chưa đạt được như mong muốn. Hiện một số cấp ủy vẫn còn chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa sâu xa, tầm quan trọng chỉ thị của Bộ Chính trị, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, chưa chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Đồng chí Đinh Thế Huynh yêu cầu trong năm 2013, các cấp ủy và trước hết là các đồng chí bí thư cần tập trung chỉ đạo gắn việc thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị với triển khai các nhiệm vụ chính trị và nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, đưa phong trào học và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong mỗi một cơ quan đơn vị.